chào tất cả quý vị khán giả, chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Sao Hay Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và hàng tuần lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7 thì Đại Nghĩa lại gặp quý vị khán giả trong chương trình này. Một cuộc thi tranh tài giữa những người nghệ sĩ, họ đến đây để kiểm tra lại xem coi cái trí nhớ của họ về văn hóa dân tộc, cũng như là những cái câu ca dao, những câu thơ lục bát nổi tiếng trong văn học Việt Nam, liệu rằng các bạn có còn nhớ được nhiều hay không. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với những người chơi cực kỳ vui nhộn và thú vị. Xin chào đón tất cả các em. Thưa quý vị, bên tay trái Đại Nghĩa là Tiến Công và Nhung Homigo. Bên phải Đại Nghĩa Hữu Tính cùng với... Trời ơi, đây cất giọng ca lên cái liền em. Nghe như đó thôi biết cái cô này cái giọng hát cũng không bình thường nghe. Hải Yến, em có thuộc nhiều ca dao Việt Nam không? Cũng trên đi học cũng khá khá đấy anh. Nhưng bây giờ lâu quá rồi không sử dụng tới, không biết là nhớ được khoảng bao nhiêu phần trăm. Nhớ được câu nào? À, bầu ớt thương lấy bí không cho khi là khác giống nhìn trong một gian. Thấy không, thấy không, phải nhắc đó. Nó cũng sẽ có chút xíu hình lèo lưỡi, nó lèo lưỡi. Còn tính hồi đó học chuyên môn gì em? Dạ, anh Văn. Còn Văn? Dạ, Văn là chưa giờ làm hết tờ giấy A4. Đối với chương trình này hình như là em đi lạc nơi chỗ rồi đó. Còn em Công sao em? Chắc là anh ơi. Chỗ này như hơi phốt pháp ra phải không? Em Đô. Đô nè, có tập gym. Có tập gym, dạo này em đi tập gym rất là nhiều. Anh tưởng là em học nhiều quá chữ nghĩa nó dồn ứ. Không không, em đợi xa cái nhà trường 10 năm rồi anh. Bây giờ em rất là lo lắng khi đến chương trình ngày hôm nay. Sao? Em không biết là em có nhớ được hay không. Còn với Nhung thì sao em? Dạ thì hồi xưa là em chuyên hóa. Chuyên hóa. Là hôm nay trúng tủ rồi ta. Hình như là trúng tủ đúng rồi, ngày hôm nay là không chuyên gì môn văn luôn anh à. Thì bên đây là cũng có lẹm lẹm vô chút xíu văn đó, nhưng mà nó văn ra ngoài. Nó văn ra ngoài nhiều hơn. Nhưng không sao cả, đây sẽ là cơ hội cho chúng ta để chúng ta nhớ về những cái bài học ngày xưa trong trường của chúng ta như thế nào, những câu ca dao quen thuộc, cũng như là có những cái dị bản. Cho nên đến với chương trình này chúng ta sẽ có được những cái điều nó thú vị như vậy nha. Mà bây giờ quan trọng là ai muốn chơi cùng với ai nè. Đó, đội nào phải tính ra cái đội đó. Nhưng mà để cho công bằng thì không có phải là để cho các bạn chọn lựa theo cái sự cảm tính nữa. Chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ, và ai là người chiến thắng trong trò chơi này thì người đó được quyền chọn đội. Trò chơi như sau. Một trò chơi rất trí tuệ, hóc búa, đòi hỏi sự tính toán khủng khiếp. Đó là trò chơi quánh tù xì. Trời đất. Mình chơi quánh tù xì thì mình chơi bằng tay chứ nó nhanh nên nó cho cực gì. Chơi bằng tay là thường rồi, mình phải chơi bằng cái này nó mới khó. Đây, cái này là cái búa nè, đúng không? Bây giờ anh giao trước tiên cho hai cô gái chơi trước đi. Hai người đàn ông tránh ra hai bên. Đây, em một cái búa, Nhung một cái búa. Em một cái bao, Nhung một cái bao. Rồi, hai cái kéo. Dạ. Hai em sẽ quay lưng lại. Rồi, khi anh đếm 1, 2, 3 là quay lại. Đưa cái kéo hoặc cái búa hoặc cái bao trước mặt nhau để coi cái bên nào thắng. Nó tùy thuộc vào cái sự hên xui nữa. Quánh tôi xì 3 lần nha. Dạ. 1, 2, 3. Kéo, bao, thắng. Bên em bao. 1, rồi tiếp, lượt 2. 1, 2, 3. Vậy là cái búa hả? Là quê. Nè, cuối cùng nha. 1, 2, 3. Vô. Cái búa, cái bao. Hải Yến, thắng. Yeah. Tiếp mời Thủ Tính Tiến Công. Chơi đó hả? Ủa chị hai đêm hả? À, thế hai đêm thắng thua chị à. Chị thắng rồi, chị thắng rồi, anh ơi cố lên. Em chú không... em xin 10 giây. Làm gì? Nhờ ông bà đồ. Trời ơi, bánh tù xì mà nhờ ông bà nữa hả? Làm phiền ông bà quá, chơi đi em. 1, 2, 3. Búa, bao, yeah, thắng một lần. Tiến Công. Tiếp 1, 2, 3. Hai lần. Kéo, cắt bao, hai lần. 1, 2, 3. Bao, bao búa, thắng luôn. Tiến Công thắng trận này. Anh chơi 3 lần là thắng 3 lần. Trời đất, đổi thua. Bây giờ Tiến Công và Hải Yến vô đây. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Anh búa đập kéo. 1, 0, Hải Yến. 1, 2, 3. Bao, quê. 2, 3. Búa đập kéo. Đến rồi, thua rồi. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng. 1, 2, 3. Gì vậy? Em búa, em thua. Búa ba, chị thắng rồi. Chị thắng. Dạ thưa quý vị, trò chơi gì rồi, rất trí tuệ. Rất trí tuệ anh.
phải suy nghĩ, phải phán đoán dữ lắm, đồn nhức óc quá, phải nghĩ coi là đối thủ mình sẽ ra cái gì đó, mình ra thắng ta. Giờ hãy Yến được chọn đội, em mới có một cái quyết định được gọi là vô cùng sáng suốt, đấy chính là lựa chọn một cái người mà người ta không thể nào mà chèn ép vào nhan sắc và chiều cao với mình được. Thế là chọn ngay anh Hữu Tín. Hữu Tín, đó là sự lựa chọn của Hải Yến. Vậy là bên đây Nhung sẽ đi cùng với Tiến Công nha. Đặt tên đội cho mình đi em. Thì bốn đứa em là rất là thích cái chuyện dân gian là thần đồng đất Việt, nên tụi em quyết định là chọn đội em là bên kia là Tí Xỉu, Tí Xỉu. Bên em là dần mẹo. Mời Tí Xỉu dần mẹo về chỗ. Trên này chúng ta có tất cả là 3 vòng thi nha. Và mỗi vòng thi chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Đó là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát 68 rất là quen thuộc với chúng ta. Và ở mỗi một câu như vậy, trên màn hình của các bạn sẽ hiện lên 14 ô và được mã hóa bằng các ký tự A1 cho tới A6, B1 cho tới B8. Và anh sẽ tặng cho các bạn mỗi nhà là một số tiền nhỏ nhỏ, khiêm tốn, để chúng ta lấy đó làm vốn mà tham gia chương trình. 20 triệu thôi. Wow. Trời ơi, trời ơi, đối với anh thì thật ra cái số tiền đó nó cũng nhỏ bé thôi em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, vòng khởi động. Cạnh các bạn hiện nay đang có một cái tấm bảng màu xanh. Đó là cái tấm bảng khi các bạn muốn sử dụng quyền ưu tiên. Có tất cả là 3 quyền ưu tiên dành cho các bạn trong suốt chương trình. Quyền đầu tiên đó là mua ô chữ mà không tốn tiền, mua miễn phí. Quyền số 2, trả lời miễn phí, lên gõ cái pen cái không tốn 1 triệu. Quyền thứ 3, đó là quyền cấp vốn. Nếu như mà cái số tiền của các em dưới 5 triệu thì được quyền sử dụng cái quyền đó. Và anh lúc đó sẽ cấp vốn cho các em, cấp bao nhiêu là tùy anh nha. Cho nên hãy tận dụng nó một cách hợp lý nhất, chứ đừng có vừa mới vô xỉa lên liên tục sử dụng hết những cái dòng sau nó hóc búa hơn giá trị ô chữ cũng như giá trị mua được cái quyền trả lời nó cao hơn nữa nha. Hãy sử dụng cho nó đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 1 của vòng khởi động. Xin mời câu hỏi. Bây giờ hỏi thăm đội Tí Xỉu, hai em muốn mua ô nào? Thật ra em nhìn vậy là em biết nó nói cái gì rồi. Trời ơi, hay quá, nói cái gì vậy? Đầu tiên A1, nó phải bắt đầu bằng cái từ đầu tiên thì mình mới sẽ biết được. Muốn mua A1 đúng không? Em muốn mua A1. Tính sao em? Muốn mua nào nữa? Ví dụ một cái câu B8. Trời đất ơi, chọn đầu chọn đuôi. Chọn đầu chọn đuôi, mình được mua tối đa là 3 ô lần mà. Và vậy đi. Bên đây. Mua ô nào? Tụi em lúc đầu cũng định là A1 với B8 á. B8. Còn không, bây giờ mình mua A6 với lại B1. Không. Không, anh nghĩ là từ đầu từ cuối nó dễ đó. Ok. A6 B1. Rồi. Bây giờ anh sẽ đọc gợi ý cho các em nghe nha. Sau khi nghe gợi ý xong, nếu như vẫn cảm giác rằng chưa đoán ra được thì chúng ta có thể mua thêm một ô nữa. Dạ. Đúng không? Rồi, gợi ý thế này. Câu ca dao ví von về thân phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến có nhắc đến một loại gì đó .. tại vì nói ra luôn thì không còn gì để chơi nữa. Xin mời ô chữ. Wow, tới. Trời ơi, tính ơi là tính ơi. Ai móc cái này vậy? Bên đây người ta cũng móc đó em. À, sao người ta gỡ ra được? Nó móc nãy chặt lắm. Bên đây tướng công như vậy nè, mà nó chạy thiệt lẹ, mặc dù chậm hơn em một nhịp đó, nhưng mà nó rút cái dùi đó. Cái tài nhanh lắm anh ơi. Vấn đề là bây giờ trả lời đúng hay không nè. Em thấy lo quá. Em vừa mới gõ cái lại mất 1 triệu rồi đó. 1 triệu gánh nặng trên vai em. Vậy thì bây giờ cho em biết đáp án của tụi em là gì? Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai? Đây là một câu ca dao nói về thân phận của người phụ nữ trong chế độ phong kiến đúng không? Cái hồi đi học cấp 2 á, là mình có phân tích những cái câu thơ về thân phận người phụ nữ như thế này rất là nhiều. Nhưng liệu nó có dị bản hay không? À, quan mới mạng quan trọng. Một triệu. Một triệu. Nếu nó có dị bản thì nó sẽ thay được một cái chữ này thôi. Nếu bởi vì chị có nghe một cái gì đó khác. Chốt chưa? Dạ chốt. Nói chữ chốt mạnh mẽ lên nào. Chốt. Rồi kìa, chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Số đáp án của chương trình. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai? Hải Yến nói rằng là có một dị bản. Nếu như có thì nó sẽ rơi vào cái từ nào? Nó sẽ rơi vào từ tấm ạ. Nó là thân em như giải lụa đào. Đúng. Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai? Hoặc là thân em như mảnh lụa đào. Đó. Thường là cái dị bản nó sẽ rơi vào cái từ đó. Hải Yến rất là nhớ về những cái câu mà mình học qua ngày xưa. Đúng ạ. Và như vậy là đội dần mẹo mang về cho mình số tiền thưởng 10 triệu đồng. Đầu tư có lời. Lời.
Chết rồi, đầu em lỗ mất chiều rồi. Cho nên anh mới nói là cái phải thiệt nhanh, chạy lên quánh cái chiên đó. Em buồn cái chiên của anh. Câu số 2, xin mời câu hỏi. Rồi, bây giờ anh nhờ bên đây mua trước, em muốn mua ô nào? À, em với Nhung thì nghĩ là thường những cái câu ca dao tục ngữ nên phải biết chữ đầu nó mới dễ hơn, nên là chọn A1. Không lẽ mua con ô một vậy? Một ô thôi, tiết kiệm. Trời đất ơi, mới thắng được 10 triệu. Giàu hơn. Nhưng mà em ơi, tiết kiệm đi, tiền bạc dầu này khó kiếm lắm. Anh nghĩa cho, hết anh nghĩa cho. Ok, muốn okay, mua một ô cũng được, để coi mở một ô nên đoán được cái gì nha. Bên đây. Bây giờ chơi khó bắt bên kia mua ô nữa nè. Bây giờ bên kia mở ô đầu tiên rồi đúng không anh? Nếu mình mở ô thứ hai sẽ đoán được câu. Mình mở ô kia cũng đoán được câu, mình mở ô này đoán được. Nếu mình mở ô này chưa chắc là đoán được nha. Hoặc mình mở ô này là chưa chắc là đoán được. Thế bây giờ nếu như mà mình chơi khó bên kia, để bên kia mua thêm dữ kiện nữa, thì mình mở cái ô này hoặc B2 phải không? Một trong hai ô này, nếu muốn chơi khó. Anh nghĩ trời sao? Trời ơi, tính ra xem dễ dãi vậy tính. Trời không phải, tính mở chứ ra. Bây giờ nhà giàu mà kia quá trời đất ơi. Anh tính anh ngồi cái gái đẹp anh không còn lý trí được. Không thể. Người ta ấy. Nói cho em nghe, anh nghĩ anh chỉ cần đọc cái dữ kiện thôi. Một là em đã chữ thôi biết cái gì rồi. Rồi để coi, nè, rồi chọn mua ô nào. Cái nào anh? Nào không được. Mua cái B2 đi, cho khó đi. B2 gợi ý. Câu ca dao thể hiện tấm lòng của đấng sinh thành. Xin mời ô chữ. Đó, đoán đi. Làm sao mà đoán ra? Mua ít quá làm sao đoán ra? Mua thêm đi. Sao? Mua thêm chứ. Chứ vậy đoán được gì? Anh nghĩ đi. Với hai dữ kiện này tụi em đoán được không? Làm sao đoán được? Tất nhiên là không rồi. Cho nên phải mua thêm một chữ. Phải vậy chứ. Mua ô nào? Hai à? Mua hai ô đi, mua hai ô đi. Tại câu này khó à. Nè hả, vậy thôi mua A2 với lại B8 đi. A2 và B8. Bên đây có muốn mua thêm không? A2 B8 A6 đúng không anh? Mình mua một A6 đi, rồi tính tiếp đi. Mua một ô thôi hả? Anh ơi, bên em nhà nghèo mà hộ okay, nghèo rồi. Hộ rồi. Nghèo A6 hộ nghèo. Xin mời ô chữ. Một trong hai ô này anh mở ra được là anh sẽ mở ra được. Các em có thể mua thêm một ô nữa. Sai chữ rồi, em biết câu này rồi. Em biết câu này rồi. Thì đó, giờ còn rút mắt cái chỗ nào mua đúng cái ô đó cho anh. Hoặc thế này các em, nghe nói nè. Nếu như cả hai đội đều không có câu trả lời thì anh sẽ bỏ qua cái lượt này và sẽ có một cái lượt mới là các em được quyền mua thêm 3 ô mới để mình mở ra cho nó nhiều hơn chút. Mua thêm đi anh ạ. Mua thêm nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái lượt mới là các bạn được quyền mỗi đội mua thêm 3 ô nữa. Anh muốn hỏi Tí Sửu trước nè, muốn mua ô nào? A4, B4 là đội Tí Sửu con dân mèo. Muốn mua gì? A3 có một ô thôi hả? Dạ, để dành. Rồi, xin mời ô chữ. Đó, bên đây mới mua cái một chữ thôi, khó lắm, mua thêm đi. Mình còn hai ô nữa, mình có thể mua. Bên Tí Sửu vẫn còn có thể mua thêm một ô. B5 mua ô B5. Bên đây dần mẹo, mua thêm không? Mình giàu hơn bên kia mà. Mua... Trời, 16, 17 thì dễ hơn á. Ờ đúng rồi. Vậy em không mua B7. B7 B5 và B7. Chuẩn bị nha. Mở ô chữ. Kể công thắng ai, kể công. Tính biết rồi hả em? Trời ơi, sao mà nhẹ nhàng êm ái vậy? Chim trời ai cho đúng nha, nói cho đúng nha. Đuôi con ai dễ chim kể. Trời ai dễ đếm lông nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Chốt không? Chốt không chốt cũng không được, em chốt luôn. Hồi nãy em khúc mắc nhất là ở cái ô mà nào? Là hai cái chỗ này là B4 B5 đúng không? Dạ đúng rồi, cái dễ em sợ nhầm sang cái khác thôi. Ừ, và cho nên khi mở ra được cái từ B4 B5 là phóng lên gõ chiên liền. Dạ. Đây là đáp án chính xác. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Công nhận nha, mình đầu tư hiệu quả đúng không? Bỏ ra một số tiền cũng kha khá, nhưng mà cuối cùng mình gom được cái số tiền thưởng 10 triệu đồng dành cho đội Tí Sửu. Tiếp theo, câu số 3, xin mời câu hỏi. Đội Tí Sửu muốn mua ô nào nè? Đã như cũ đầu đuôi, A1, B8. A1, B8. Dân mèo, sao cưng? Tùy anh. Mua A2 đi. Rồi. A2, B2 hả?
Anh mua hai chữ đúng không? Em tùy em à, mua okay. một hay hai. Okay. Chỗ nhà giàu lại tiếc nữa kìa, trời đất. Bên kia bây giờ giàu hơn. Giàu hơn mình. Tại vì mình lập nhiều chữ hơn rồi. Dạ, mình mua một chữ. Ok, một chữ A2. Dạ rồi. A2 thôi đúng không? Gợi ý như sau. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chạy nha mọi người. Câu ca dao nói về nỗi nhớ gia đình. Vậy thôi. Mời ô chữ. Trời ơi, câu này quen quá mà sao không ai phóng lên vậy ta? Tỉnh lên phải không? Không ai tranh giành với mình. Cẩn thận nha. Câu này là chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều. Đúng rồi. Chắc chưa? Em chắc rồi đó, mà không biết là có chốt có hát không? Chốt, này có bài hát nữa mà. Ra đứng ngõ sau, trong về quê mẹ ruột đau chín chiều, đúng cái rồi. Cái này là cái câu ngâm hay sao phải không? Đúng rồi, chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Ê, chữ trông hay chữ nhớ vậy? Nhớ. Nhớ, trông. Chiều chiều đúng rồi. Nhớ về quê mẹ là ngoài Bắc. Ôi, nhà con ngoài Bắc trong nhớ. Nam đấy nhờ, từ từ. Chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều, đúng rồi, chữ nhớ. Nhớ về quê mẹ hay trông. Tính đã chốt rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều. Đây là đáp án. Bên kia có cái gì chưa? Chuẩn bị hả? Nhấp nhé, nhấp lỡ bên đây mà sai cái là phóng lên liền đúng không? Nhưng mà cứ ngồi chơi đi cưng. Đúng rồi. Sai. Đây là câu trả lời nha. Sai. Có còn gõ không á? Sai em nha. Có muốn trả lời không? Lên đây gõ chiên. Gõ. Tự tin nè. Gõ mất 1 triệu nè nha. Tại vì anh sai rồi giờ em cũng mất có sao. Tụi em là chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Tức là hai bên trong, chỉ khác nhau cái chữ trong. Bên đây là ngó, bên đây là trông thôi. Bên đây ngó là sai rồi đúng không? Chữ ngó với chữ trông có khi hai bên đều sai. Nó ra cái chữ ngóng. Hên xui. Ngóng nó cũng là một cái gì bạn đã từng nghe qua nha. Anh nói những cái đó là chữ dòm. Và bắt em là nhớ nè. Và nhớ là một là trông, hai là nhớ chứ không có ngóng. Ngó đúng rồi. Là sai. Ngó, trông vậy thì nhớ. Trông trông là đúng chút. Yeah. Ủa anh nói chữ gì vậy? Nãy em nói là nhớ về quê mẹ. Đó, lúc đầu anh nhớ nói chữ về trông mẹ. Rồi mà sau nãy đó anh nói chữ trông. Nhưng mà sau đó, tại vì trước đó Tính đã chốt rồi. Tính đã chốt cái từ nhớ rồi. Mà sau đó Tính vẫn chốt lần nữa là từ nhớ. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 10 triệu dành cho đội Dân Mẹo. Kết thúc vòng 1 với 3 câu ca dao. Đội Tí Sửu, số tiền thưởng các bạn có là 23.500.000 đồng. Và đội Dân Mẹo, số tiền thưởng các bạn có là 34 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Vòng này của chúng ta có tên là ô chữ độc quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Hãy nhớ rằng các em đều chưa sử dụng cái quyền của mình ha. Ba quyền. Câu số 1, mời câu hỏi. Đội Dân Mẹo muốn mua ô nào? A1 với lại B8. Ủa? Trời đất ơi. Lấy cái của bên kia vậy đó hả? A1, B8. Muốn mua thêm không? 3 ô lận. Dạ 2 ô trước. Triệu đau bụng lắm anh ơi. 2 triệu rồi anh ơi. Tí Sửu sao nè? Được cái nhờ, chiến thuật đấy hay đấy. B1, A6 anh. B1 dạ. A6. A6. Coi như cũng chặn đầu chặn đuôi của người ta vậy thôi, đúng không? Và bây giờ gợi ý như sau. Đây là một câu ca dao nói về một vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ. Mời ô chữ. Có muốn mua thêm không? Phải mua thêm. Dạ. À, mình mua 2 ô rồi còn ô nữa. Dạ vậy lỡ rồi. B2. Bên đây có muốn mua thêm không? Em mua A2 đi. A2. Xin mời ô chữ. Thấy cái gì quen không? Sao? Em lại tiếp tục biết nhưng mà nó vẫn không bị nhớ rõ, không nhớ rõ cái chữ. Vậy thì bây giờ mua qua mua lại đi, trao đổi nhau đi. Trời ơi sao mà cái gì thầm thì quá.
bây giờ hai đứa em vẫn chưa đoán ra được cái gì hết. Chị muốn mua bên kia không? Em có muốn mua không? Tại vì... Hoặc là xài quyền trả lời miễn phí nè. Trả lời miễn phí nhưng mà vấn đề là chưa biết đi trả lời miễn phí đúng không anh? Chưa biết đi trả lời. Một lần nữa. Hay là muốn mua thêm ô miễn phí không? Bây giờ à? Miễn phí A3 chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, đỡ phải trả giá. Đúng vậy. Em cần mua miễn phí A3. Mặc dù rất giàu nhưng mà vẫn muốn mua mà không tốn tiền. Dạ. Ủa, A3. Tại vì mình mua 3 cái rồi mình đâu được mua nữa phải không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Hết rồi. A3. Bên kia có muốn mua không? Nhưng mà vấn đề là... Thôi, vậy anh trả lời luôn nha. Nha. Trời. Ok. Được bóng được thôi, khỏi mua, khỏi bán luôn. Tới anh. 2 triệu. Nhớ nhà cẩn thận nha. Em biết cái ở chỗ này nó là Bình Định. Biết là Bình Định. Nhưng mà em biết ngay từ đầu đó mà em không có nhớ được cái chữ chính xác lắm. Em vẫn sợ em nói ra thì nó vẫn sai. Nhưng mà hên xui. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định cầm roi đánh chồng. Trời ơi. Cái câu gì mà nghe giả man vậy? Phải không? Nhưng mà em mà nghe sao tự dưng nó bạo lực thế? Nó kỳ lắm anh ơi, nó kỳ lắm. Ờ, nó sao sai vậy? Từ từ nha. Từ từ nha. Anh chờ em suy nghĩ nha. 10 giây để chốt đáp án. Có cái gì mà võ Bình Định nào quên rồi ta? Rồi chưa? Em gõ được không anh? Em gõ được không? Chưa, từ từ phải xong bên đây cái đừng nôm, đừng nôm, đừng nôm. Phải công bố bên đây cái đừng nôm, đừng nôm. Sao? Hết giờ. Coi như mình chốt cái đáp án đó phải không? Rồi em mời về chỗ. Ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định cầm roi đánh chồng? Trời đất ơi. Trời ơi, cái câu này thường á là anh có nghe. Nhưng mà là nó nằm ở trong những cái buổi mà trà dư tửu hậu, anh em ngồi hú hí nói chuyện với nhau mới có những cái câu thơ chế. Dạ. Đó là thơ chế em nghe. Ừ, nói vậy có nghĩa là sai rồi đó. Bên đây lên Nhung. Bây giờ 1-2 chữ quyết định đi. Có trả lời hay không? Nếu không thì mình sẽ qua một cái lượt mua mới. Trả lời phải không? Mời em lên gõ chiên. 2 triệu nghe em, 2 triệu nghe, 2 triệu. Cái này giống hên xui quá. Gõ lên. 2 triệu. Dạ, em vừa bỏ vào túi của em thêm 2 triệu thưa quý vị. Sao nè? Dạ. Ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định cầm roi. Trời đất ơi, anh biết rồi. Trời ơi. Trời ơi, quá. Trời ơi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh nghĩ là Thường Quyền là đánh hay múa ta? Múa. Anh không biết nữa, đừng hỏi anh quá. Tao còn 2 từ cuối cùng nè, cầm roi làm gì quýnh chồng hả? Múa quyền. Con gái Bình Định cầm roi múa quyền. Câu này nghe hợp lý hơn. Nhưng mà không ai cầm roi mà múa quyền hết, nó sai rồi. Vậy sai thì... rồi, cầm roi không thể đánh quyền. Nếu Yến nói gì, Yến nói sao, Yến nói sao? Vì là về cái nghĩa em nên không đúng. Cầm roi. Cầm roi thì quyền. Khó, rất là khó có thể múa quyền được. Em hãy nhớ cái điều em vừa mới nói ra nha Yến. Dạ. Hãy nhớ cái điều này nha, anh nhấn mạnh là hãy nhớ cái dạ. điều này. Roi, không thể nào quyền, mà cầm roi, không khó. Thể nào cầm roi múa quyền đúng không? Em chốt không? Dạ chốt. Đó là đáp án sai. Chính xác. Sai, em biết sai chữ gì nè. Tôi sao? Tôi chúng sao? Ta vẫn còn mình 2 lượt trả lời nữa. Đó. Nhưng mà còn nữa hả? Còn nữa này nữa, anh biết anh lên trả lời nè. Hay là mình mua, mình bỏ qua cái lượt này để mình mua cái mới. Em, á? Yến vừa mới nói cái điều anh nhấn mạnh là hãy nhớ điều đó đó. Anh có. Ok, dạ, vậy anh không mua thì anh mời không em. Mua thì mình có quyền trả lời lại. Mời em. Dạ nha. Tư gì? Anh tự suy nghĩ à? Chứ sao vợ? Nha. Sao anh không mua cho chắc? Sống là phải có niềm tin. Rồi để coi có em có cần gõ nữa không? Phải gõ chứ. À lại 2 triệu. 2 triệu. 1, 2, 3. 2 triệu. Dạ em giàu quá quý vị. Đứng không mà bây giờ có tới mấy triệu vô túi em rồi. Yến. Dạ. Chữ múa nó đi với chữ gì? Chữ múa vậy anh? Múa thì dạ. Anh nghĩ là... Nó vẫn là ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định. Cái chữ cuối là múa quyền. Cái chữ B6 là roi. Vậy thì cái chữ B5 nó là chữ gì? Em nghĩ không thể cầm roi được mà nó có thể là vung roi hay là... Đúng rồi. Gì đó. Nó phải là một Dơ cái gì đó rất là đẹp. Hay là vung roi gì đó đúng nó không? Nó phải là một cái gì đó rất là đẹp. Vung lên hay như nào. Vậy là vung, không thể là vung cầm roi lên. Múa quyền. Lành quá. Hồi nãy chưa vậy trơn phóng lên gõ liền. Rửa sao lên đây đứng là hỏi thăm đồng đội của mình. Em tưởng anh biết từ này rồi. Biết rồi đó, thật ra là em biết rồi. Rồi, làm sao đọc lại lần nữa nè, xong chốt nè. Ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định vung roi múa quyền. Vung roi múa quyền. Có chốt không? Thứ 6 là từ roi à? Đúng chắc rồi. Chắn luôn hả? Đây là đáp án.
Em nghĩ vung là hợp lý. Chính xác. Thì anh đang nói đó. Sai. Sai. Nghe như chữ yeah vậy đúng không? Mà thiệt ra đó là từ sai. Không đúng. Giờ hãy mua thêm á. Cho anh biết đi, có muốn trả lời hay không? Nếu không muốn thì mình dừng cái phần trả lời lại để mình dừng phần trả lời. Dừng phần trả lời lại. Bên đây có muốn trả lời tiếp không hay mình dừng phần trả lời lại? À, vậy thì em mua. Ok. Như vậy là cả hai bên dừng là hết đúng không? Mua. Vậy bên mời tí sửu. Thì bây giờ mình đấy, cái từ này anh trả lời, anh mua được, anh biết được này, anh trả lời. Đúng. B5. B5. Em mua B5. Muốn mua thêm không? Cho chắc. Đấy. Đấy, B7. Mua B5 và B7. Rồi, bình tĩnh bên đây. Hết chữ để mua rồi. Còn B6 kìa. Cái B6 này là cái chữ đó đó. Chữ đó đó. Không biết chữ gì. Nó nói không mua thôi, gì đâu. Mua luôn đi anh. B6. Mua B6 luôn. Mua miễn phí đi. Mở ô chữ. Đó, thấy chưa, mình biết chữ đó rồi. Khắc hẳn luôn. Trời ơi. Sao, có muốn mua bán với nhau không? Đi, trả lời, thử trả lời miễn phí không? Miễn phí đi, sử dụng quyền đó, giờ bán lên. Còn cái gì để mất đâu nha. Làm cái gì? Trả lời miễn phí. Rồi anh tìm trả lời đi. Ờ, thử đi. Chuyện miễn phí gõ mạnh lắm. Sao? Đọc cho đúng coi nè. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định. Em vẫn thấy nó không đúng lắm. Nhưng mà đã lỡ rồi. Lỡ rồi. Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Chốt chưa? Dạ chốt. Giờ vấn đề bây giờ con gái Bình Định cầm roi thế. Em là chắc này là chính xác rồi. Thôi. Tại nó chữ coi rồi. Nó vần theo cái từ oi nhưng mà chưa chắc có là từ roi đâu. Thế theo em là từ gì? Thôi không nói, nếu em nói ra bên kia đúng sao? Ai hoài vậy? Ai nói là sai, anh nói là yeah! Yeah! Chính xác! Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Đó là cái câu mà trùng khớp với đáp án của chúng tôi. Còn dĩ nhiên, nó có những cái dị bản như là con gái Bình Định múa roi đi quyền hoặc là cầm roi đi quyền. Như vậy là 20 triệu đã thuộc về đội Tí Sửu. Yeah! Vẫn còn lời. Tiếp theo, câu số 2. Xin mời câu hỏi. Ráng lên nha, dần mẹo nha. Dạ. Mời các em bên đây trước. Đúng rồi. Dạ, A1, B8. A1, B8 là như không có cái vị trí nào khác hết trơn. Bên đây dần mẹo. A6, B1. Và U như kỹ, Y như cũ thưa quý vị. Gợi ý. Hình tượng phổ biến trong ca dao về người phụ nữ hy sinh cho chồng con. Mời ô chữ. Mua thêm không? Mỗi nhà mua có 2 ô, ít quá. Mua thêm ô nữa đi. Tụi em mua thêm ô A2. A2. Bên đây muốn mua thêm ô nào không? Một B2 đó. B2, đúng không? Chúng ta mua trước, chúng ta có cái thế mạnh là chúng ta đọc quyền cái ô chữ đó. Mặc dù có thể mình không đoán được câu này, nhưng chúng ta có thể bán cái chữ đó cho đội bên kia. Xin mời ô chữ. Em xin bán hết tất cả những gì em có. Câu này quen, thật ra câu này quen. Khó, câu này khó. Không khó, giống như câu trước vậy đó không? Anh nói rằng câu đó quen mà. Bây giờ bán cũng không biết luôn á. Chưa chắc à, em không biết chứ người ta biết à. Nhưng mà em không bán. Tính muốn mua không tính? Không anh. Cái chữ chắc mình cũng quan trọng. Đúng rồi. Chữ mình quan trọng cho nên bên kia bí. Sao? Nếu như không có đội nào trả lời, chúng ta sẽ mở lượt đó, bán em tiếp không theo có, nha. Không có câu bên trả lời. Bên đây sao? Tí sự. Vậy là cả hai đội không có câu trả lời. Lượt bán tiếp theo. Mỗi đội được mua thêm 3 ô chữ. Mời đội dần mèo trước. Em sẽ mua là chữ A4 nè. A4. Theo anh nè. B3 với lại B5. B3, B5. A4, B3, B5. Bên đó mua 3 ô luôn. Anh chị. B4. B4, B6 ấy. B6. Em mua trước 2 cái không được, em mua cái nữa được. Ừ, ok. Mua trước. Dạ, B4, B6. Xin mời ô chữ. Sao? Nhà bên đây mua thêm ô nữa không? Mua thêm. Hả? Lên gõ chiên luôn hả? Hả? Có đáp án rồi hả? Nhanh quá. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời. Rồi, 2 triệu. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Chốt chưa?
Em chốt bởi vì em nghĩ là không có câu khác đâu ạ. Và em chỉ nhớ mỗi câu này thôi, ngày xưa có học. Nhưng mà không nhớ chính xác, nhưng mà chắc em nghĩ là câu này. Gánh gạo nuôi chồng tiếng không nhỉ non, đúng không ạ? Đây là cái câu rất quen thuộc. Sợ là có bạn khác không anh? Đó. Đó là cái điều anh muốn nói với em. Rất tiếc đó là đáp án chưa trùng khớp. Bên đây cái mấu chốt là nằm ở một cái từ nào đó. Là gì? Rồi. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Gánh gạo đưa chồng là khác một chữ rồi hả? Yến ngồi chè. Gánh gạo đưa chồng á, đưa chồng thì càng sai. Mình dùng từ nuôi chồng là đã sai rồi thì đưa chồng còn sai hơn. Không phải. Nhưng mà cái từ em mua được là đưa. À thế à? Sao dã man thế nhỉ? Chứ không phải là đoán. Chắc đúng rồi chị. Đây là đáp án chính xác. Cái câu này nó lại là cái từ đưa chồng được. Thì bởi vậy nó là dị bản đó em. Anh cũng là cái người nghe cái câu nuôi chồng. Hoặc là làm sao mà cái từ đưa chồng được chứ trời. Hoặc là cái cò đúng không? Có câu thì là cánh cò, cánh cò nè. Hoặc là con cò. Đúng rồi. Hoặc là bờ ao chứ không phải bờ sông. Dạ. Đó, nó có những cái dị bản như vậy. Hồi nãy em có chữ chồng nên em biết đấy chữ sông. Em cũng thôi. Đoán là con cò. Nãy tụi em nhưng mà khi em đoán là con cò nhưng mà khi nghe bên bển nói là cái cò thì em mới sửa là cái cò. Em cũng thấy hay lắm. Cũng biết nắm bắt cơ hội lắm. Làm sao có thể đưa được? Chị nói rằng nuôi là sai lắm rồi, làm sao mà đưa được? Bên kia em mua được từ đưa đó chị. Thế à? Em nghĩ là một cú giáng trời. Thế sao có thể là từ đưa được? Bằng trong đó từ nuôi ai? Bởi vậy nghe. Mới nói rằng ca dao Việt Nam nó cực kỳ phong phú. Nó được truyền khẩu từ đời này qua đời kia. Và trong chương trình này chúng tôi không nói rằng các bạn sai. Các bạn đưa ra một cái câu ca dao cũng rất đúng. Nhưng nó là một cái bản nó không có đúng với đáp án của chương trình. Và bên đây đội dân mèo may mắn hơn chỉ vậy thôi. 20 triệu. Yeah. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chuyện đưa này. Sao gánh gạo đưa chồng được nhỉ? Đưa đi đâu? Đến giờ Yến vẫn còn hoang mang tại sao lại có thể đưa chồng được. Câu 3, xin mời câu hỏi. Bên đây, bây giờ dần mẹo mua trước nè. Dạ, hồi nãy tụi em mua miễn phí, chưa mua miễn phí lần nào đúng không? Đúng rồi. Bây giờ A1, B1, B8 trước. A1, B1, B8. Dạ. Dùng một cái quyền. Khoan dùng. A1, B1, okay. B8. Đó là cái sự lựa chọn của các em. Hai Yến. A6, B6. A6, B6 là chặn đường mình rồi. Hên xui. Không chặn đường cái câu ấy á. A6, B6, mới có 2 ô thôi, muốn mua thêm không? Rồi, A6, B6 trước. A6, B6 trước nha. Dạ, ok. Gợi ý như sau. Cái này là anh nghĩ Hải Yến có lợi thế nè. Chúng ta nghe nhạc nha. Lời ru buồn nghe mênh man mênh mang sao lý trẻ làng con lòng tôi xôn xao. Lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về. Chú bướm vàn bay theo em. Vừa rồi là một bài hát rất là quen thuộc đúng không? Dạ. Sao em nỡ vội lấy chồng? Gợi ý. Cái câu ca dao mà chúng ta chuẩn bị đoán đây á, nó là cái nguồn cảm hứng cho cái bài hát vừa rồi. Sao em nỡ vội lấy chồng mà chúng ta mới nghe. Xin mời ô chữ. Đây là câu cuối cùng của vòng 2. Cũng là câu quyết định đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt. Muốn mua thêm không tính? Phải mua thêm. Từ từ, dạ chắc chắn sẽ mua rồi. Mới mua có 2 ô à, còn được ô nữa đó. Rồi, tùy luôn, rồi. B3. Quyết định đi, cứ quyết định đi. Không sao, mình còn mua nữa, bên kia chưa biết đâu. B3, rồi, mời ô chữ. Có ai có câu trả lời không? Dạ không. Dạ không, đội em là chưa không có câu trả lời đó. Vậy thì chúng ta sẽ mở lượt bán tiếp theo. Mỗi đội được mua thêm 3 ô. Mời tí sử. Mua trước. Mạnh tay lên thì mình mới có dữ liệu mình đoán được. B7. B7 trước nè. B2. Từ. Ừ đúng rồi. Ở dưới. A4. A4. Đây này. B7, B4 đi, đường A4. B7, B4. Rồi, B4. B7, B4 anh. B7, B4. 3 cái lận, mình mua được 3 cái lận. Ba cái còn mà. Còn 1 cái nữa.
A4 không lấy hả? Trời ơi, cái đó quan trọng đó. Nếu mà được 3 cái đi A thì chơi với A4. Dạ, rồi A4. Cái chi tiết quan trọng, đúng rồi. Ở đây sao? Bên kia ta mua tới 3 ô kìa em ơi. À, mình chỉ mua bây giờ, mình mua hàng trên một chữ, hàng dưới một chữ. Em lấy A2B5. Mua có 2 ô thôi hả? Dạ, để dành tiền. A2B5. Lộ phí về xe. Mời ô chữ. Thấy chưa, anh biết ngay mà. Thấy không? Thấy quan trọng không? Chữ này quan trọng. Cái đó quan trọng đó. Sao? Dân mẹo. Bây giờ mình lấy lên mình che này. Ê, đấy. Mua không em ơi? Chị đang có một cái A4 rất là... Nếu của chị có những cái quan trọng thì tụi em cũng thì chị sẽ đón được rồi. Đúng không? Đúng không? Chị cũng cần những từ quan trọng bên em. A hi hi. Biết sao không? Vấn đề là chị nè. Bên đây em đang có những cái từ này ở bên kia không có. Đúng, đúng. Cho nên nếu như em có được cái từ A4 hoặc từ B3 này, các em sẽ đoán ra bao nhiêu A4 với B3 bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Em muốn mua A4 và B3 mình bán mấy giờ triệu mình này? Đưa vậy là mình mất, là mình đã mất 2 triệu. 2 triệu cho cái từ đó rồi. 2 triệu thì mình bán lại. Em thân yêu, đã từng có người đến chương trình này và bán một từ với giá 20 triệu. Cái từ này rất là đắt giá nha. Không, em bán ở dưới trước. Đà bán giờ dưới trước không này. Mua. Bây mắc thì không mua. Nhưng sau đó người mua không mua bởi vì mắc quá. Ừ. Cho nên cái giá cao nhất phải hợp lý. Trong những cái cuộc thương lượng mua bán ở trong chương trình này, một rồi. Từ là 7 triệu đồng. Thuận là cái mua vừa bán. Thuận mua vừa bán nha anh. Rồi, bán hả? 3-4 triệu chứ. Hai từ là 2 triệu rưỡi. Mình cũng đã biết mấy từ này rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình bán đi lấy tiền lại. 7 triệu anh. 7 triệu. 7 triệu cho cái từ A cái gì từ B. 2 từ. 7 triệu cho từ B3. Một từ B3 7 triệu. Một từ B3 7 triệu. Là không mua luôn. Là quá mắc luôn. Quá em mắc luôn. 7 triệu 2 từ còn suy nghĩ là có nên mua hay không. Mắc lắm. 5 triệu. Anh tìm nói rơi số 5 nè. 5 triệu một từ cũng rất mắc. 4 triệu. Tôi mua tại vì cái từ đó là nó dính với từ sau rồi. 4 triệu. Thôi bây giờ tôi không có hãng. Bây giờ B3 với A4 tụi em mua giá ok nhất là tầm 6 triệu. Cả 2 từ á? À khoan, 2 từ á dẹp luôn. 2 từ mà lấy 20 triệu. Chị thôi không mua. Mua 6 triệu. Không mua, hãy mua. Mua đi anh. Khoan, em xin lời nha, em xin lời. Dẹp luôn. Hai anh chị bán bao nhiêu? Bây giờ nè, nếu mà B3 không. Không, em mua 2 chữ thì anh chị bán bao nhiêu? Coi như là mua nhiều, số nhiều. Ừ, là mua A4 với lại B3 á. Giảm giá. Em tính mua A4 B3. Mua nhiều có nghĩa là khi mà các bạn biết được cái này các bạn sẽ trả lời được. Chưa chắc gì tụi em đoán đúng. Ừ, nên thôi tụi em như vậy cao quá tụi em. 15 triệu nếu tụi em lấy được 20 triệu anh bán 15 triệu. Hai từ. Anh chắc chắn với em luôn tại vì anh biết cái từ này không bao giờ luôn. Nó là một cái từ cực kỳ quan trọng. Chính những từ bên em có cũng cực kỳ quan trọng. Đi cho dễ bán mua em ơi. Quan trọng lắm luôn. Ừ. Giảm giá chút đi, người ta mua 2 chữ được mà. Ừ, cao quá. À. 10 triệu cho 2 từ. Không được, thấp quá em ơi. Được em rồi. Tính đi 10 triệu. Em. 10 triệu. Giá hời rồi bán đi. Không mua nữa. Tụi em không mua, quyết định không mua luôn. Tụi em giận rồi. Không mua đi. Anh nghĩ dạ, là mua. Thôi không mua, không trả lời được cho bên kia trả lời. Tại vì bên kia đang giữ những cái quan trọng hơn. Bên kia không biết mà. Đúng không? Dạ, không bây giờ vậy nè, tụi em còn quyền. Ừ. Mua chữ. Còn không? Còn chữ miễn phí đó anh. À, rồi. Nhưng mà khoan, những cái chữ quan trọng thì bên kia nó không rồi. Đúng rồi. Mua chữ miễn phí, mình mua chữ A4. Không được, không được. Bên này đã giỡn thôi. Mình mua chữ A5 đi. Giờ bán lên. Yeah. Sử dụng quyền mua miễn phí A5. Mở lên. Mở ô chữ. Đúng. Nhưng mà vấn đề là cái A4 kìa. Thì đó, A4 là cái khó nhất. Đó. Tụi em biết đoán được cái chữ này rồi. Đoán là nó dễ lắm em. Hoặc là bây giờ nè, tụi em không mua 2 từ, mua 1 từ thôi cũng được thì giảm giá cho em. Dạ, nhưng mà thì nãy đồng ý một, nếu mà mua 1 từ là 6 triệu. A4 sao 6 triệu được? Với lấy 15 triệu 2 từ mà từ kia chị em đòi 5 triệu được, A4 phải tận 10 triệu. Mà anh Tín anh hạ xuống ừ cứ cho em mua 2 từ thì chị giảm 12, làm sao A4 có 6 triệu được? Đúng rồi. Dạ em quyết định đi bây giờ nè, A4 chắc chắn rồi đó, còn 1 từ nữa là giá 12 triệu đúng không chị? Ừ. 2 từ là giá 12 triệu đó. Lẽ tôi sắp thay đổi ý đó. Lên giá giờ đó. Thôi cứ mua A4 B3 đi, rồi 12 triệu. A4 B3 giá 12 triệu. Bên đây đồng ý bán đúng không? Giao dịch thành công. A4 B3 bên đây sẽ anh đóng che, lại. Anh che chỗ đấy. Anh che chỗ đấy. Nó sẽ đóng lại không cần em che. Không, che hai chỗ này có chỗ kia vẫn phải che chứ. Nhưng chỗ nào của em đang hở ra rồi, phải che. Rồi A4. A4 B3 là... đóng lại. Đóng lại. Không cần nói lên. Rồi ok. Bên đây mở A4 B3. Mở. Đó. À đúng rồi. Thấy chưa? À, mình còn một lượt. Thì miễn phí, xài luôn đi. Tụi em chẳng sử dụng. Miễn phí. Nếu mà phí ok. Chắc chắn phải đúng nha, không đúng là bên kia biết hết rồi đó. Đúng thì thôi. Ờ, rồi thôi thôi nha. Gọi chi.
Gì? Bướm vàng. Đậu đọt mù u. Lấy chồng càng sớm tiếng ru. Ru càng buồn. Thêm buồn. À. Thêm buồn. Tiếng ru thêm buồn. Không phải càng buồn đâu, có gia tục ngữ không có chữ càng đâu. Chốt đi. Thêm. Đọc lại lần nữa. Lấy chồng càng sớm tiếng ru. Thêm buồn. Thêm buồn. Chốt không? Chốt. Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Đây này. Bây giờ chúng tôi mới lấy tiền này. Gõ chiên. Rồi, đọc xem. Bướm vàng đậu đọt mù u. Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn. Trời ơi. Không thể nào sai được nữa. Đó là đáp án chính xác. Nè, dần điệu bằng sắc trong thơ lục bát. Vần điệu lấy chồng quan càng trọng. Sớm tiếng ru càng thế buồn. Thế thì chị mà nói là em mua cái từ ở dưới từ càng này, em mua 1:2 bởi vì nó là lục bát rồi, không đó. Lục bát là không, phải đi theo từ bằng. Từ đọt hồi nãy là tụi em tưởng chữ nhánh. Em nói càng buồn ảnh kêu cửa lên thì đó mới đau đớn. Chết rồi, lỗi anh. Đau xót Lý Kim Nguyên quá Công ơi. Nhỏ nói đúng rồi, cái mặt em tỉnh lắm. Thêm. Thêm. Thì tại vì em nghĩ là thêm chứ. Công ơi, cái mặt của em á, cái mặt của em á, đây là trên mượn cái ghế. Chắc chắn lắm, anh rất là chắc chắn luôn. Em coi lại cái em nét diễn lại em. Nha. Em coi lại cái nét của em nè Công. Đó. Thêm hay càng anh? Thêm hay càng không, anh? Phải cái chân, phải chân, phải có cái chân nữa, phải có cái chân nữa, vậy nè. Thêm hay càng anh? Đó thấy chưa, chắc dạ, chắn luôn. Dạ, quý vị khán giả, cái mặt Công dòm với má chồng vậy đó. Thêm. Nhỏ con dâu kia, nghe lời má đi con. Thêm. Thêm, đó, giờ thêm. Chết rồi. Nhờ lỗi em thêm mà bây giờ mất tiền 20 triệu giờ thưa quý vị, có thể nói rằng đây là một cái ca giao dịch thành công nhất trong chương trình Sao Hay Chữ từ trước tới giờ. Giá vừa cao mà nó có những cái sự đột biến bất ngờ nó diễn ra. Cứ ngỡ là đội dần mèo sẽ giành chiến thắng trong câu này nhưng không. Em không, em phải giữ em chính kiến mày mốt. Mày mốt em phải có chính kiến nha Nhung. Công thì ít quyết định lắm. Nhờ kêu em chọn mua đi không, em nhường cho bạn, em nhường cho Nhung. Và đến khi em quyết định thì em quyết định nhầm cái thời khắc nó nghiệt ngã hơn nữa. Dạ đúng rồi, em là sai thời điểm. Em về em coi. Anh đừng quyết định luôn. Đúng người sai thời điểm. Anh đừng quyết định luôn. Coi như đội bên này coi như là bán vừa được mười mấy triệu cũng như mà được thắng nữa. Thì đó. Anh quá lời. Công cái chỗ hồi nãy đó. Em giết rồi được. Máu lạnh lùng lắm. Thêm. 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 Tức là không có phải giận dữ thêm là thường. Cái kiểu mà diễn mà diễn cầm bên trong á. Kể bắt buộc em phải nói chữ thêm á. Thiện Nhung tự nhiên nó quéo càng. Dạ thưa quý vị, như vậy khép lại vòng 2 ở đây. Số tiền của hai đội hiện nay tí sửu là 51.500.000. Dân mèo 23 triệu đồng. Trời ơi, mình vẫn là mức ban đầu. Coi như là một cái sự lội ngược dòng ngoạn mục của đội tí sửu ở cái vòng 2 này. Và chúng ta sẽ phải chia tay với đội dần mèo tới đây. Em có điều gì muốn nói với đồng đội của mình trước khi chia tay không Nhung? Nhung không muốn nói gì đâu anh. Không, bây giờ anh biết rằng em có nhiều điều muốn nói lắm. Nói đi em, anh bảo vệ em. Thật ra là khi mà mình đã quyết định vào chung một đội với nhau thì sống chết có nhau. Ừ. Cho nên là dù đội của em như thế nào nữa thì tụi em vẫn yêu thương nhau. Dạ, thưa quý vị, con bé nói vậy thôi chứ thiệt ra bên trong đang cắn bật. Đâu anh ơi, bây giờ tối về nó lóc Facebook em liền. Anh để em thể hiện chút xíu. Rồi, sao nữa? Dạ, rồi chúc cho đội kia sẽ giành chiến thắng và dẫn tụi em đi ăn. Dạ, thưa quý vị, mặc dù con bé nó chúc chứ thiệt ra là hai hàm răng đang nghiến chặt quý vị. Anh ơi, một lát gì nó lóc Facebook liền. Lóc Facebook liền đúng không? Chắc em phải bóc Facebook anh nghĩa chứ. Dạ thưa quý vị, như vậy là đội tí sửu với Hải Yến và Hữu Tính sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Sao Hay Chữ. Đây là vòng thứ 3, vòng cuối cùng có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Đoán đúng một câu mình có 20 triệu, đúng 2 câu có 40 triệu, đúng 3 câu có 100 triệu. Nào, chơi sang vậy đó. Đúng 3 câu là tặng luôn 100 triệu. Nhưng mà có thời gian 120 giây. Chỉ 120 giây thôi. Phải cho đoán tất cả 3 câu ấy ạ. 3 câu. Rồi đó đó. Nhưng mà sau khi mình lật hết các câu chữ rồi phải không ạ? Đúng. Bây giờ mời các em nhìn lên. Mời câu hỏi. Đó, ba câu cao dao ha.
Các em muốn lật 21 ô như thế nào? Mời các em. Mình vẫn phải cái A8, B8 thôi. C1, D8, E1, F8. Cứ đầu đuôi, trước cái đã. Dạ, đầu đuôi trước. Bắt buộc rồi. À, cái đó trước đi. A1, B8. A1, B8, C1. C1, D8, E1, F8. E1, F8. B6, để A6 không? A6. Từ từ nha, bởi vì đó là câu câu gieo vần á. A6, C6, E6. A6, C6, E6. Dạ. Ba cái từ cuối của câu 6. Rồi, B luôn đi. B1, B1, F1, buộc rồi. B1, D1, F1 ạ. Cái nào? B1, D1, D1, F1. F1. Bao nhiêu từ ra? 4, 12 rồi. Cả 12. Mình được mở 20 còn, mấy từ còn cả. 9 nữa. Từ, còn 9 từ. Từ, 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 từ. Vậy thì phải tìm vần gieo, B6 đi anh. B6, D6, F6. B6, vần gieo trước. D6, F6. F6, 15 ô rồi nha. Tiếp tục. Bây giờ lại tìm vần gieo tiếp, đi tiếp cái vần gieo. Bởi vì vần gieo mình sẽ tìm được cả hai hàng trên dưới luôn. Bây giờ nó khoảng 3 hoặc 4. Được rồi nhé. Nên lật những ô nào mà nó kế nhau luôn á, tức là hai từ kế nhau luôn. Đúng rồi, A3, A4, C3, C4 và E3, E4. Mình còn mấy nhỉ? 6. 15 ô rồi, còn 6 ô nữa. Được. Còn 6 anh. Câu 6 nhiều khi anh nghĩ rằng dễ đoán hơn. Dù sao nó cũng ít từ hơn câu 8. Đúng rồi, ít từ hơn câu 8, câu 8 nhiều từ hơn á. Có nghĩa là gì nè? Một là B4, B5. Những cái vị trí của cái từ B4 á, nó là hay là B4 từ nó có dị bản á. Chính xác, hay có dị bản á. Anh nhớ mấy lần trước mình không? Thì đó, B4, D4, F4. B4, D4, F4. D4, F4. F4. Chúng ta còn 3 ô nữa thôi. 3 ô, vậy bây giờ một là mình chọn hàng dưới, hai là mình sẽ chọn hàng trên. Hàng trên thì cái dị bản nó sẽ làm ở A4, C4, E4 giống như lần trước ấy. Nó sẽ làm ở cái chỗ đấy. Rồi, mua luôn. Nhưng mua luôn ở đi. Trên có 3 mà ở dưới thì có tận tới trên 6 chữ, dưới thì 6 mình đã chọn 3, ở dưới 8 mình chọn 4 là ok rồi. Ok không? Rồi A4, C4, và E4. A4, C4, E4. E4. Dạ. Rồi. Bây giờ sẽ cho các em xem đó là những cái ô chữ gì nha. Mời ô chữ. Thời gian 120 giây bắt đầu. Câu số 1, câu thơ miêu tả vẻ đẹp Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Đọc sai có được đọc lại không anh? Được. À, làng thu làng gì thủy nét sơn sơn hoa. Sơn. Làng thu gì? Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Đọc lại nè. À. Làng là gì? Thu thủy hả? Gì? Làng đúng không? Em không nhớ trên. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Chốt nha. Hoa xanh đua thắm liễu hờn. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh là chắc chắn câu đầu á. Hoa làn. Câu dưới đúng rồi đó. Làn. Làn thu thủy nét xuân sơn đúng không anh? Đọc đây. Đúng rồi, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Chốt không? Chốt. Chính xác. Câu 2, câu ca dao về một loài hoa màu đỏ ở nông thôn thường dùng làm hàng rào. Có đỏ mà chẳng có thơm như hoa dâm mụt. Nên cơm cháo gì? Chính xác. Câu 3, hình ảnh người vợ hiền đi đâu thiếp dù đi tới góc biển chân đi trời đâu, đi đâu thiếp nguyện theo cùng đói đói gì đó thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam từ đói gần đi đúng. Đâu thiếp đi đâu thiếp cũng theo cùng hoặc thiếp nguyện mình cứ đọc tiếp đi đi đâu thiếp cũng theo cùng sai rồi cái câu trên có một chữ anh đi đâu đi đâu cho thiếp theo cùng đói cơm câu thiếp. Trên đúng rồi đó nói cơm thiếp, thiếp chịu lạnh lùng thiếp chăm còn chính sai xác. Một chút sai một chút à, đi đâu cho thiếp theo cùng đói đói cơm đói gì đói gì đói đói cơm chứ đói cơm sai cũng chịu đói đói nọ đói nọ thiếp chịu lạnh lùng thiếp chăm đọc lại nguyên câu đọc lại nguyên câu đi đâu cho thiếp theo cùng đói nọ thiếp chịu lạnh lùng thiếp chăm chính xác đó là làng thu thủy nét xuân sơn hoa ghen thu thắm liễu hờn kém xanh có đỏ mà chẳng có thơm như hoa dâm mục nên cơm cháo gì đi đâu cho thiết theo cùng đói no thiết chịu lạnh lùng thiết cam chúc mừng em. Anh thấy rằng là ở cái vòng cuối cùng này hữu tính xuất sắc nha tính dạ đúng rồi nha. Em nhớ và em rất là mạnh dạn trong cái việc là đưa ra đáp án của mình sai làm lại sai đưa ra đáp án khác và cuối cùng thì cả hai em đã phối hợp với nhau để chiến thắng tại vòng đặc biệt số tiền thưởng 100 triệu đồng. Đó chỉ là số tiền thưởng của vòng đặc biệt thôi. Tổng số tiền thưởng mà các bạn sẽ nhận được sau chương trình này là 151.500.000 đồng.
Tuyệt vời. Hôm nay đến đây với chương trình Sao Hay Chữ Hay Ích, em thấy thế nào? Em thấy đây là một chương trình thực sự rất là bổ ích và lý thú. Bởi vì sao bổ ích rồi? Với những cái kiến thức mà đôi khi là mình đã học qua rồi ấy, nhưng mà vì cái công việc, vì thời gian là mình để quên nó đi. Và đây cũng là những cái kiến thức mà em nghĩ là sau này khi mà em dạy lại cho con trai em, hoặc là em sẽ nói chuyện với con trai em về những cái câu ca dao tục ngữ thì bé sẽ rất là thích. Nói chung là với Hải Yến thì Yến cảm thấy là đây là một cái sân chơi, đầu tiên là bổ ích, cái thứ hai là thú vị với một người nghệ sĩ. Bởi vì thường thì mình trên sân khấu mình hát cho khán giả nhiều rồi, mình cũng diễn kịch cho khán giả nhiều rồi, nhưng mà đôi khi quay lại một vài những cái được gọi là liên quan đến những cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam mình thì cảm thấy mình càng yêu quê hương đất nước mình hơn rất là nhiều. Còn với Tính thì sao em? Dạ, chương trình Sao Hay Chữ, tụi em cảm thấy sao mà tụi em hay chữ quá. Bổ sung được thêm nhiều kiến thức, thêm những cái dị bản rồi đó. Nói chung là có những từ lần đầu tiên nghe thiệt. Những cái đọt đấy không? Dạ, em đúng rồi. Lần đầu tiên em nghe luôn á. Dạ, tụi em cảm thấy là rất là thích. Thế bây giờ thì em cảm giác thoải mái hơn rồi. Chưa nãy lúc mà ngồi bên đây nè, cùng căng quá, căng thẳng quá. Lắm. Em vậy á, cái gì mà kiểu mà chơi cái gì mà có đối kháng vậy nè, là em tập trung dữ lắm. Dạ, bây giờ thì họ rất thoải mái bởi vì họ đã giành chiến thắng. Chúc mừng Cao một lần nữa. Và thưa quý vị khán giả, đến đây chương trình Sao Hay Chữ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Một cô gái có đôi mắt to tròn long lanh, không xin lỗi, bên này không, ý là bên đây, Trinh Thảo. Yeah, không to tròn long lanh nhưng cực kỳ duyên, Trang Hí. Và kế bên Jin Tuấn Kiệt, và bên đây Võ Đăng Khoa. Thưa quý vị,